Ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu thống nhất công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai. Đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm, thuộc khóm 4 và khóm 5, phường 1. Khu vực này đáp ứng các điều kiện công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở vì có đông dân cư sinh sống ven sông, nhiều công trình hạ tầng, có chợ Giá Rai, trường mầm non Sơn Ca 2, đường giao thông. Nơi đây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng phía sau trường mầm non Sơn Ca 2 chiều dài gần 80m, chiều rộng hơn 9m, khung trượt sâu 5-6m, khả năng còn tiếp tục sạt lở rất cao. Ngoài khu vực sạt lở đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm nêu trên địa bàn còn xảy ra các đoạn sạt lở khác như đoạn từ bến xe Hộ Phòng đến cầu Sư Son, đoạn hạ lưu bờ Đông và bờ Tây cống Hộ Phòng, đoạn hạ lưu bờ Đông và bờ Tây cống Sư Son. Các khu vực này có chợ cũ Hộ Phòng, trường học và nhiều công trình hạ tầng khác. Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đã tiến hành khảo sát hiện trường, cắm biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền vận động các hộ dân tháo dỡ phần nhà bị ảnh hưởng và di rời tài sản đi nơi khác. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu sau khi công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm, thị xã Giá Rai cùng các sở, ngành tỉnh cần triển khai thực hiện ngay công tác rà soát thống kê thiệt hại, đề xuất triển khai các công trình dự án mang tính cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.